Năm 2017, giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 216 golfer đến từ các câu lạc bộ. Năm 2018, giải được tổ chức lần thứ hai với sự tham gia của 34 câu lạc bộ với 408 thành viên chính thức. Và năm nay, giải tiếp tục được tổ chức với sự tham gia đông đảo của 45 câu lạc bộ, trong đó có nhiều câu lạc bộ kỳ cựu cũng như câu lạc bộ mới thành lập. Câu lạc bộ chúng tôi thì cũng với năm 2019 này thì cũng đang có cái sự chuẩn bị các cái giải nội bộ mang tính vòng loại cũng như là tuyển chọn ra các thành viên đội tuyển của câu lạc bộ VinGolf tốt nhất để tham dự cái giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội lần thứ 3 năm 2019. Nó là một cái sân chơi để cho các bạn trẻ cũng như những người mới du nhập, mới tham gia là cơ hội để cọ sát và học hỏi để làm sao cái tinh thần golf nó đúng, nghiêm túc, phấn đấu và vượt qua những cái khó khăn, và nó thấm nhuần được những cái tinh thần của golf đối với cả các cái thành viên trong VinGolf nói riêng và với phong trào golf nói chung của Hà Nội. Thực tế thì riêng câu lạc bộ Lẻng Pa của chúng tôi thì không có quá nhiều thành viên. Chúng tôi có khoảng 16 người, nhân sự không có thay đổi nhiều. Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc chọn một golfer có kép single, nhưng mà chúng tôi quyết tâm. Chúng tôi có niềm tin và tôi nghĩ rằng là năm nay Lẻng Pa sẽ có giải. Tại buổi họp kỹ thuật, ban tổ chức giải cho biết với các câu lạc bộ nằm trong danh sách top 10 các câu lạc bộ có thành tích tốt nhất giải vô địch các câu lạc bộ Golf Hà Nội lần thứ 2, Cúp GFS và một câu lạc bộ của nhà tài trợ xứng danh được đặc cách không phải thi đấu vòng qualify. Như vậy, trong số 45 câu lạc bộ tham dự sẽ có 34 câu lạc bộ phải tham gia vòng qualify chia đều các ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2019. Theo đó, ngày 29 và 30 mỗi ngày có 11 câu lạc bộ thi đấu và mỗi vòng chọn 7 câu lạc bộ. Riêng ngày 31 tháng 8 có 12 câu lạc bộ thi và ban tổ chức chọn ra 8 câu lạc bộ. Trong số 12 câu lạc bộ trượt qualify sẽ chọn ra một câu lạc bộ có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết. Như vậy, tại vòng chung kết sẽ có đủ 34 câu lạc bộ tham gia. Về quy mô của giải đấu thì năm nay là có thể nói là lớn nhất trong 3 năm vừa rồi. Vòng đấu chung kết năm nay sẽ khác vòng đấu năm ngoái là sẽ có thêm vòng đấu loại. Và thể thức thi đấu thì vẫn như năm ngoái, nhưng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật sẽ được chúng tôi lưu ý hơn. Ví dụ như ở các bảng thì chúng ta sẽ cắt là âm 2 chứ không phải là âm 3 như năm ngoái, để cho chúng ta sát đến cái kết quả thi đấu nhất có thể. Ngoài ra thì về việc dương 7 sẽ được nhấc lên thành dương 10 để phản ánh đúng những cái gì mà các vận động viên đang thi đấu trên sân. Và những việc đó thì cũng sẽ làm cho các câu lạc bộ sẽ phấn khởi hơn. Cũng như giải thưởng năm nay, ngoài huy chương vàng của Sở Thể dục Thể thao thì chúng tôi sẽ có những cái giải thưởng rất là giá trị cho các vận động viên. Ngoài ra có thể thì chúng tôi sẽ tổ chức cho các vận động viên có thể đi du đấu ở đâu đó. Và cái việc đó thì chúng tôi sẽ bàn trong một ngày gần đây với các nhà tài trợ, đặc biệt là nhà tài trợ xứng danh. Giải vô địch các câu lạc bộ Golf Hà Nội lần thứ 3 năm nay có nhà tài trợ xứng danh là Festi. Do đó, tên giải năm nay được lấy tên là giải vô địch các câu lạc bộ Golf Hà Nội lần 3, Festi Cup. Các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy trực tiếp, tính điểm net dựa trên handicap chính thức, cắt âm 2 và dương 10. Handicap chính thức được áp dụng theo hệ thống V-Handicap. Lưu ý, mỗi vận động viên chỉ được thi đấu cho một câu lạc bộ. Các vận động viên thi đấu được chia làm 4 bảng. Bảng A có handicap từ 0 đến 9, bảng B có handicap từ 10 đến 15, bảng C có handicap từ 16 đến 20, bảng D có handicap từ 21 đến 25. Mỗi câu lạc bộ sẽ có 12 thành viên chính thức và 4 thành viên dự bị. Với sự tổ chức chuyên nghiệp và bài bản, hy vọng ở mùa giải năm nay, các câu lạc bộ sẽ có những ngày thi đấu tốt tại các vòng qualify và vòng chung kết, để từ đó đẩy mạnh phong trào chơi golf ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.